Thì hủy đơn của mọi người thôi, chứ còn mà giao là giao trước nha. Eo cái hồng treo gió này nó ngon điên luôn á. Chị. Tức là mọi người ơi, cái mã của nó, tức là cái ngoại hình của nó không được đẹp. Mình nói thẳng là nó không được đẹp như hồng của Trung Quốc. Nhưng mà ăn thì nó rất là chất lượng nha. Ăn thì rất là chất lượng. Đâu, lên lên bao nhiêu này? Cái gì không ngon không chỉ, cái gì không ngon thì không bán. Cho nên là cái gì cũng khen ngon là bởi vì nó ngon thì nó mới bán. Ok, xem trái anh ạ, đọc trái anh ạ. Anh xử lý. Okay. Làm sao ấy? À không, nó bị ấy chiếu thôi mà. Ok. Được chưa? Được rồi. Ý mà đây. 189k hôm nay có 124k. Hồng giờ chỉ thích của Nhật ý. Mình ăn hồng của Nhật Bản rồi. Nhưng mà mình nói chung là không phải là khen hồng Đà Lạt, nhưng mà thấy hồng Việt Nam của mình, hồng tươi của Nhật Bản thì ngon, nhưng mà hồng khô của Nhật Bản lại không ngon bằng hồng khô của Đà Lạt. Ai ăn rồi cho mình xin cái feedback á. Theo cái cảm nhận của mình là như thế. Rất là ngon nha. Tức là quả hồng như thế nào thì người ta treo như thế, chứ người ta không ướp đường hay gì đâu, cho nên mọi người yên tâm ăn nha. Có táo nhưng mà có táo giòn thôi, không có táo dẻo. 400 suất đấy chị ơi. Chỉ có 400 suất thôi. Giá 150. Một bịch như này là 250g. Hai bịch là 500g. Bịch 250g có giá 189k, nay còn 124k. Đúng rồi, hồng ở bên Nhật quà rất là to, nhưng mà ăn nó lại không ngon bằng hồng của Đà Lạt đâu. Hồng của Đà Lạt ngon, nhưng mà hồng tươi của Nhật lại ngon hơn. Ship mọi người vào ship cao quá. Không, ship không cao, free ship mà ship mọi người cao. Mọi người lấy mã free ship. Sẽ có một vài cái sẽ bị ẩn free ship đấy, mọi người đổi nick giúp em với ạ. Có bị ngọt quá không? Không không ạ. Đấy, của em vẫn được free ship này. Free ship đấy mọi người ạ. Ai được free ship thì mọi người mua nha. Có một số ít nick sẽ bị ẩn cái free ship đấy lên mọi người ạ. Mọi người vào cái khi mà mọi người phải bấm vào cái phần thanh toán thì mọi người mới biết được là mọi người có bị mất ship hay không ạ. Nó tuy nhỏ nhưng mà nó ngon nha mọi người. Quả nhỏ nhưng mà ngon. Đây. Trên, bên trong ăn thì ai mà thích ăn nó ngon hơn nữa thì mọi người mua mọi người bỏ ngăn mát tủ lạnh á. Hồng còn 320. Hồng đi màu sầm sầm rồi hề. Filter á. Filter á, nó màu ngoài đời nó không sầm đâu. Làm sao nhỉ? Mặt đẹp thì hồng là xấu. Ăn rồi á? Dạ, vâng. Ngọt quá không lẽ mèo ấy, không ngọt đâu. Không ngọt quá đâu. Thì hồng thì tất nhiên là ngọt rồi, nhưng mà cái này không ngọt quá đâu nha. Bởi vì thường thường quả hồng chín thì nó cũng ngọt rồi. Có bài xăm xuất chị ơi. Cho nên là nó khô đi thì nó sẽ nó sẽ gì? Nó sẽ gì nhở? Kiến thức hóa học là gì? Okay. Lúc mà nó khô đi, cái đường nó mà khô đi thì nó sẽ như này. À, nó sẽ kết lại. Nó sẽ kết lại thì nó sẽ ngọt hơn. À, cái mật hóa học gì ở đây đâu? Cái mật đường á, nó khô lại, nó keo lại. Đúng rồi. Bày đặt hóa học lên kết tủa. Đang nghĩ trong đầu là kết tủa. Ngon lắm. Mọi người thử mua về ăn thử ấy. Nó dẻo dẻo. Ăn không bị dính răng lắm đâu. Hai trăm năm mươi suất này chị ơi. 250 suất nha mọi người ơi. Từ đằng sinh. Ngồi bán hết 250 suất, chắc ăn hết 250g hồng này mất. Cho em xin miếng. Ủa, thế chị ăn ngon quá.
Này. Ai mua về mà có vấn đề gì thì... Nó giòn rồi chị. Ờ, nó sao nó ngon đấy nhỉ? Đấy, đấy, như này rất nhanh rồi chị. Ai mọi người. Này. Một trăm suất thôi chị. Ai mà thích ăn hồng thì mọi người mua về ăn nha. Ngon lắm. Vỏ nó giòn giòn, bên trong nó dẻo dẻo. Ừ. Con nhỏ không ăn được nha. Một một hộp gói như này là 250g. 250g có giá bao nhiêu? 124k. 124k. Đây là hồng của Đài Loan. Hồng của Đà Lạt. Đừng nói hồng của Đài Loan mày đâu. Ê, em bây giờ em mới để ý nha. Cái hạt nó cực kỳ ấy luôn nha. Cực kỳ nhỏ luôn nha. Hồng nào mà trả hạt như này má. Thế không, không biết là do em ăn hay sao ấy. Cái hạt nó to bằng cái ngón tay út đây này. Ăn về thì hết lời. Thì mọi người mua đi. Cái này là... Cái này là hồng này là hồng chị Hằng. Chị Hằng cứ mục. Bán được hay không thì mình không biết. Nhưng mà người ta gửi cho mình thì mình ăn thôi. Đây. Hồng, hồng có mềm không á? Ở trong thì mềm, dai dai, dẻo dẻo. Ở ngoài thì giòn giòn, sật sật. Đây. Cái đồ ăn. Này, nhìn này. Nhìn này. Đấy. Ngon. Chị có bán cua không? Hả? Chị có bán cua không? Thôi cua ăn mấy ngày này chả rồi. Ám ảnh, ám ảnh không? Ám ảnh lúc này cua. Cua mà hai ngày liên tiếp ăn cua. Này mình thích ăn cái gì thì mình bán cái đấy mọi người ạ, mọi người thông cảm nhá. Cua cách cách mấy ngày đi, cuối tháng ăn. Ok, 25 ăn à, không. Đây. Có tàu dèo ở trong giỏ hàng ấy mọi người. Có tàu dèo ở trong giỏ hàng đấy ạ. Cái linh không hiểu tại sao lại. Có tàu giòn. Tàu giòn. Xin lỗi, xin lỗi. Có tàu giòn ở trong giỏ hàng ấy mọi người. Tàu giòn nhá. Tao dẻo là không có chị. Nửa cân thì bao nhiêu quả? Ok. Ui, bây giờ mày hỏi em ăn hết lần 250g rồi. Nửa cân thì bao nhiêu quả để em đếm nhá. 2, 4, 5, 9, 10, 15. Cái này là 250g. Cái này là 250g chị ơi. À, tùy đấy. Bịch quả. Quả to quả nhỏ nữa. Quả to quả nhỏ á. Một hàng ngang như này này. Quả mà to thì, à quả mà nhỏ thì được 5 quả. Quả màu to thì được 4 quả. Ví dụ như đây là 5 10 13 quả. 250g 13 quả. Đây. 13 cộng với 13 là 26 quả. 26 quả cho 1 cân. Ơ, à, tính ra là nó nhiều ấy chứ nhở, phải không? Vâng. Nó nhiều á. Mà cái hộp nhìn cũng rất là xịn sò nhá. Hộp này là hộp 250g. Hồng này là hồng Đà Lạt, nông sản sạch của bà con Đà Lạt nhá. Bọn em đã đến trực tiếp rồi cho mọi người yên tâm về chất lượng sản phẩm nhá mọi người. Ăn ngon hơn là bỏ vào ngăn mát tủ lạnh. Hả? Ok. 26 quả. Ồ đúng rồi, 26 quả cho nửa cân. Ơ mình bảo là 1 cân à? Mình bảo 1 cân à? 26 quả cho nửa cân. Nửa cân. Nửa cân nha. Tưởng Nam Hoàng đi Angola rồi. Đúng rồi, Nam Hoàng với anh Tiến đi Angola rồi. Anh Quý nữa đi Angola hết rồi. Hôm nay chỉ còn một mình tôi. Còn thấp rồi, còn ai còn gọi nữa. Mình bị lag đó chứ. Ok, lên cái snack cho. Lên gì à, này? Còn 20 suất, còn 20 suất nhầm. Ơ, 20 suất. Còn 20 suất à? Còn 20 suất nữa mọi người ơi. Đây, đây là hồng treo gió. Chị Hằng thì treo ở trên cung trăng. Đấy, đáng ra chị Hằng phải treo ở đây này. Dán dầm rồi, dán sai rồi. Hằng Nga là phải ở trên cung trăng này này. Ở trên ngọn cây á. Dán dầm rồi, dán sai rồi. Hằng Nga là phải ở trên cung trăng này này. Ở trên ngọn cây á. Đúng rồi, phải là cái góc đúng đây. Đúng rồi, đây. Được chưa nhỉ? Mai lại tới phút thì chứ. Đây. Đây chỉ có 20 hộp nữa thôi nha mọi người ơi. 120
129k đúng không? 120 à 124k 250g. 250g thì mọi người chia đôi ra nha. Chia đôi vầng trăng ra này. Đấy. Cắt nửa vầng trăng. Tôi là cô hàng nhỏ ngồi lên ngón cây. Ngồi lên ngón cây. Tôi đi bán hồng treo gió. Hay không? Dòng ca vàng. Thôi okay, qua đi. Lại, qua đi. Cái mã này đi. Đây, mua 4 tặng 1. Cái này ngon này. Cái này hôm thì hàng bán mà hết sạch hàng luôn này. Này, mọi người này, mua